Mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện U Minh Trinh Thám. Nếu cảm thấy hay, các bạn hãy bấm like và comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới. Mong các bạn bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất, phát duy nhất trên audio truyện mỗi ngày. Và đừng quên chia sẻ rộng rãi trên Facebook cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn là động lực vô cùng quý giá để audio truyện mỗi ngày ra thật nhiều video hay hơn nữa và nhiều hơn nữa. Để gửi đến tất cả các bạn khán thính giả, cảm ơn tất cả các bạn. Chương tiếp theo. Này, nếu đã đến đây, sớm ra tay một chút đi, làm hại ta mệt muốn chết rồi đây này. Chứng kiến người được phái đến, Minh Diệu thở dài một hơi nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống mặt đất. Ta không còn khí lực, ngươi tới đi. Dù sao ta giúp ngươi chăm sóc hài tử thời gian dài như vậy, ngươi cũng giúp ta thanh lý một chút phiền phức đi chứ. Thanh lý phiền phức sao? Nam nhân cười cười. Quần áo của ta đây cũng không giống người dọn vệ sinh. Minh Diệu nhún vai. Ta vốn muốn tiếp tục đánh để yêu lân ra khỏi vỏ. Người cũng biết, yêu lân ra khỏi vỏ chính là không nhẹ không nặng. Vạn nhất thật sự chọc giận nữ nhân kia, sợ là cái mạng nhỏ của ta cũng phải để lại ở trong này. Nam nhân kia bất đắc dĩ gật đầu, đi ra phía trước, hướng tới con khuyển địa ngục kia vẫy tay. Đến đây đi, tiểu khả ái. Khuyển địa ngục gầm nhẹ lên, không có nhào tiến đến, ngược lại bắt đầu lui về phía sau. Bản năng dã thú nói cho nó biết đây là một người còn lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa, mùi vị trên người nam nhân này so với nó thì càng thêm hùng mãnh, giống như là một con chó săn nuôi trong nhà đụng phải một con sói hoang trên thảo nguyên vậy. Cảm giác này khiến cho cả người khuyển địa ngục trở nên run rẩy. Thấy khuyển địa ngục lui về phía sau, vẻ mặt của Minh Diệu trở nên nhăn nhó. Không thể nào, đồ súc sinh ngu ngốc này lại hiểu được tiếng người sao? Nam nhân kia cười rồi nói, đây là trực giác bản năng thôi. Điều này chứng minh nó cũng không ngu ngốc chút nào, ngược lại là rất thông minh đấy. Biết tìm đúng quả hồng mềm để nắn. Minh Diệu nghe xong than thở, nhưng ta cũng không phải là quả hồng mềm gì cả, chỉ là lão yêu quái nhà người cũng thật lợi hại mà thôi. Người da đen đứng cách đó không xa bắt đầu có chút vội vã. Vô luận hắn thúc giục như thế nào thì khuyển địa ngục đều thở ơ, chỉ không ngừng lùi về phía sau. Khuyển địa ngục rất nghe lời nam nhân này. Từ lúc nam nhân này xuất hiện, nó liền không hề nghe theo mệnh lệnh của hắn. Điều này làm cho hắn có chút hổn hển. Từ phía sau lấy ra một cây roi, người da đen cầm roi vung lên, phát ra tiếng nổ bành bạch. Đây tuyệt đối không phải là roi bình thường. Toàn thân chiếc roi màu ngăm đen, một chút phản quang cũng đều không có, giống như hoàn toàn là do hắc ám tạo thành vậy. Cây roi vụt lên mặt đất tạo thành một cái khe rãnh sâu hoắm xuống dưới. Không thể ra lệnh được nên muốn sử dụng bạo lực để bức bách sao? Trong mắt của nam nhân kia xuất hiện một tia bi ai. Vốn có thể không cần làm đến bước này. Đã bị cây roi phía sau bức bách, khuyển địa ngục không thể lui về phía sau được nữa. Bắt đầu từng bước một hướng nam nhân kia đi tới. Từng cước bộ run rẩy và sự hoảng sợ trong mắt của nó có thể nhìn thấy được. Nó cũng không phải là tự nguyện, chính là cây roi phía sau này, nếu so với người nam nhân trước mặt thì càng đáng sợ hơn. Nam nhân kia cởi bỏ tây phục màu lam, chỉ mặc quần áo bên trong nên thân thể có chút gầy yếu. Nhưng mà Minh Diệu biết, cái thân hình như gầy cò này có một sức mạnh vô cùng, so với dã thú thì còn kinh khủng hơn nhiều. Hắn nhắm mắt lại, hơi nhúc nhích chút thân thể. Khi mở ánh mắt ra, lộ ra một cỗ ánh sáng khiếp người. Tên của ta là Diệp Trọng, nhớ kỹ đi. Như là cảm giác khủng bố trong lòng đã tràn ngập tới mức cực hạn, khuyển địa ngục nhảy vụt lên, hướng tới người nam nhân kia đánh móc ra sau gáy. Tiếng chu lên càng thêm thê lương, lộ ra một cỗ hương vị điên cuồng. Ba cái miệng trên đầu đều mở ra, lộ ra những cái răng nanh bén nhọn, nước dãi chảy ra bốn phía. Minh Diệu cảm giác chỉ trong thời gian nháy mắt, Diệp Trọng liền từ nơi vừa mới đứng biến mất không còn trông thấy nữa, giống như là biến mất ở trong không khí vậy, không có để lại một chút dấu vết gì cả. Một giây sau, Diệp Trọng lại liền đứng ở sau lưng con khuyển địa ngục, nắm trong tay cái mũi nhọn dài chấm đất ở trên lưng khuyển địa ngục. Liền giống như khuyển địa ngục nguyên bản không phải là địch nhân, mà là thú cưỡi của hắn vậy. Nhảy vọt lên, chạy, trồm, rồi quay cuồng. Khuyển địa ngục muốn giải thoát bản thân khỏi người nam nhân đang đứng trên lưng của mình, lại bất đắc dĩ phát hiện, vô luận là dãy giụa thế nào,
Diệp Trọng đứng trên lưng của nó cũng giống như là đứng trên đất bằng vậy, vô cùng vững vàng và cũng không hề nhúc nhích một chút nào cả. Người da đen đứng cách đó không xa cũng ngây cả người. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có người có thể bắt lấy cái mũi nhọn trên lưng của quyển địa ngục, lại có thể đứng ở trên lưng của nó, giống như cưỡi kỵ mã vậy. Hắn vẫy động cái roi ra này, huýt sáo, chỉ huy quyển địa ngục dãy giụa để hất người đàn ông kia xuống. Quyển địa ngục lúc này dãy giụa càng thêm điên cuồng, lao xuống nhảy lên, không ngừng đung đưa cái lưng. Nhưng mà Diệp Trọng ở trên lưng nó thì lại vốn bình thản như không có chuyện gì vậy. Tốt lắm, tiếp tục nhảy cái nữa xem nào. Minh Diệu lúc này ngồi ở trên mặt đất cách đó không xa, liền làm ra bộ dạng xem kịch vui vậy. Hắn sờ sờ túi áo, mới nhớ tới thuốc lá vừa mới dùng hết rồi, bất đắc dĩ thở dài. Nếu hiện tại có một túi bọc ngô, hút một điếu thuốc sau đó xem siếc tú biểu diễn mới là hoàn mỹ. Có lẽ do mệt mỏi, động tác của Huyền Địa Ngục cũng có biên độ nhỏ hơn rất nhiều. Vừa rồi vận động kịch liệt như vậy đã không thể hất Diệp Trọng xuống dưới. Thể lực của Huyền Địa Ngục dường như đã tiêu hao hết. Hạc nhân kia vẫn như cũ, cầm roi ra, động lên bạch bạch. Thúc giục Huyền Địa Ngục tiếp tục nhanh hơn để tấn công. Đứng ở trên lưng của Huyền Địa Ngục, Diệp Trọng thở dài. Hắn dùng một bàn tay cầm lấy cái mũi nhọn ở trên lưng Huyền Địa Ngục, tay kia thì nhẹ nhàng đặt ở trên đầu chính giữa của nó. Chưa thấy Diệp Trọng dùng sức, chỉ là vừa giống như an ủi, vừa giống như nhấn một cái. Huyền Địa Ngục liền có cảm giác như là bị một ngọn núi đặt ở trên đầu. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ không thể kháng cự ập đến, khiến cho đầu của nó gắt gao áp trên mặt đất, không thể động đậy. Huyền Địa Ngục dãy giụa, tuy rằng cái đầu ở giữa bị ấn xuống mặt đất không thể nhúc nhích, nhưng mà nó còn hai cái đầu khác. Hai cái đầu còn lại đồng thời mở miệng, hướng tới cánh tay của Diệp Trọng đang đặt ở cái đầu chính giữa cắn tới. Cái đuôi phía sau mang theo một tia xé gió, đồng thời hướng Diệp Trọng đang cưỡi ở trên lưng đánh úp lại. Vẫn là lắc mình trong nháy mắt, Diệp Trọng liền biến mất. Huyền Địa Ngục loạng choạng muốn đứng lên, đợi cho công kích của Huyền Địa Ngục trôi qua. Diệp Trọng lại đứng ở trên lưng của nó, đem cái đầu của nó vừa mới nhấc lên khỏi mặt đất có mấy centimet đè xuống. Lần này, sức mạnh còn lớn hơn gấp nhiều lần. Cái đầu của Huyền Địa Ngục bị khảm vào sàn nhà thật sâu. Người da đen cua roi, ý bảo Huyền Địa Ngục đứng lên. Huyền Địa Ngục từ chối vài cái, vừa mới ngẩng đầu lên liền bị Diệp Trọng ấn xuống đất. Hơn nữa, sức mạnh của lần này thì còn lớn hơn lần trước vô cùng. Huyền Địa Ngục kêu ai oán vài tiếng, không động đậy được nữa. Mặc cho hắc nhân kia huýt sáo, huýt gió như thế nào, vùng roi cũng không còn có thể đứng lên được nữa. Không cần phí sức như vậy đâu. Diệp Trọng từ trên lưng của Huyền Địa Ngục nhảy xuống. Huyền Địa Ngục lúc này vẫn cúi đầu nằm trên mặt đất không dám đứng dậy. Rất rõ ràng rồi, so với cái roi kia của ngươi thì nó sợ ta hơn. Minh Diệu lúc này huýt sáo vỗ tay, căn bản không hề nhìn ra có bất cứ lo lắng nào, thoải mái giống như là ngồi trong rạp xiếc xem biểu diễn vậy. Quả nhiên là gừng càng già càng cay, người chấm dứt mọi việc cũng thật nhanh đấy. Diệp Trọng nhặt bộ tây phục bị ném xuống đất ở phía trước, lại mặc lên người, liền khôi phục bộ dáng nhỏ nhã như lúc ban đầu. 10 năm không gặp, người vẫn còn chưa bỏ được cái tật xấu bà hòa này, ta còn sợ người sẽ làm hư con gái của ta mất. Ôi, oan uổng thật, kia là nữ nhi bảo bối của ngươi, nhưng mà lại giống như bà cô luôn luôn phải phụng dưỡng vậy. Minh Diệu đứng lên, vừa mới nghỉ ngơi trong chốc lát nhưng đã khôi phục được không ít linh lực. Người làm cha cũng thật hay đấy, vừa đi chính là 10 năm, con gái cũng ném cả cho ta. Diệp Trọng thản nhiên cười cười rồi nói, ta bận. Minh Diệu từ từ tiến lại, bộ dáng như là có người nợ tiền của hắn vậy. Tuy rằng ta gọi ngươi một tiếng đại ca, nhưng ngươi có phải là nên đem phí dưỡng dục 10 năm nay trả cho ta đây một ít không? Đây chính là không ít tiền đâu. Còn nữa, con gái của ngươi hiện cũng đã học đại học rồi, học phí cũng đắt, xa hoa vô cùng. Chúng ta đều là người thân quen, ta chỉ lấy ngươi 8 phần là được rồi. Diệp Trọng không thèm để ý, ngươi cứ tính rõ ràng đi, cho ta biết tổng số là được rồi. Minh Diệu bắt đầu đánh giá Diệp Trọng từ đầu đến chân. Không đơn giản, sau khi trở về thì tài đại khí thô. Ta nhớ khi ngươi chạy trốn năm đó thì nghèo túng vô cùng, không nghĩ bây giờ đã thật sự phát tài như vậy. Diệp Trọng từ chối cho ý kiến đối với lời nói của Minh Diệu,
vòng vò đổi đề tài. Có vẻ nhìn thấy ta, nhưng thật ra ngươi cũng không một chút bất ngờ nhỉ? Có cái gì ngoài ý muốn cơ chứ? Khi ở tiểu sơn thôn lần trước, một tên biến thái cơ bắp nửa thân trần cho ta một cây đuốc, nói là có thể xua tan mây mù yêu quái. Cây mùi ở trên đó, ta vừa ngửi liền đoán được. Mùi hôi nách kia của ngươi chính là tương đối độc đáo đấy. Mi Diệu bĩu môi khinh thường. Chính là không nghĩ tới qua lâu như vậy ngươi mới hiện thân thôi. Diệp Trọng thản nhiên tươi cười rồi nói, ta bận mà. Tạm thời không nên nói cho Tiểu Manh là ta đã trở về, ta còn một số việc chưa có xử lý xong. Biểu tình của Mi Diệu đã khôi phục lại sự nghiêm túc. Là chuyện khiến ngươi trốn đi 10 năm trước sao? Khả năng của ta có thể giúp gì được ngươi không? Diệp Trọng khoát tay rồi nói, không cần. Linh lực của ngươi cũng còn chưa khôi phục được đến trình độ năm đó, tạm thời thì không cần ngươi hỗ trợ đâu. Tốt, nếu cần ta giúp chuyện gì thì cứ cho ta biết. Minh Diệu gật gật đầu. Hắn biết giao tình của hắn với Diệp Trọng cũng không cần giả mù xa mưa chối từ. Ngươi thật sự không đi gặp Tiểu Manh sao? Diệp Trọng nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, còn chưa đến lúc. Nhìn thấy hai người dường như không có chuyện gì đứng nói chuyện phiếm, người da đen nguyên bản đang đứng ở phía xa lớn tiếng mắng lên. Tuy rằng Minh Diệu không biết hắc nhân kia nói cái gì, nhưng mà nhìn diễn cảm của hắn thì cũng biết không phải là lời nói tán dương gì cả. Tiếng Trung Quốc, hiểu hay không? Minh Diệu một bộ âm dương quái khí hét lớn. Toàn bộ thế giới đều nói tiếng Trung Quốc, ngươi có hiểu hay không hả? Người da đen lớn tiếng nói gì đó, vùng cái roi lên. Cái roi ngăm đen trong không trung bị vùng lên, mang theo một trận gió xoáy. Diệp Trọng nhíu mày, vừa định lên tiếng, Minh Diệu đã ngăn cản. Minh Diệu sau đó liếm liếm môi. Vừa rồi ngươi đã được thể hiện rồi, hiện tại linh lực của ta đã khôi phục không ít, đến phiên ta đi. Diệp Trọng tươi cười, thoái lui đến một bên. Cũng tốt thôi. Vừa rồi ta tới chậm không kịp nhìn cho kỹ, bây giờ cho ta nhìn xem linh lực của ngươi có còn được như năm đó hay không. Giống như là khiêu khích, Minh Diệu hướng tới hắc nhân kia vẫy tay. Ngươi bình thường là dùng kem đánh răng của người da đen đánh răng sao? Tuy rằng không biết Minh Diệu đang nói cái gì, nhưng mà tư thế kia như là biểu lộ cho lập trường của Minh Diệu vậy. Chiếc roi trong tay của người da đen mang theo tiếng gào thét hướng tới Minh Diệu đánh úp. Minh Diệu lắc mình tránh thoát, thừa dịp hắc nhân kia còn chưa kịp thu hồi roi lại, trong nháy mắt đã vọt tới, một quyền hung hăng đánh vào mặt hắc nhân kia, khiến hắn kêu lên thảm thương. Minh Diệu hô to một tiếng, này, có sướng hay không? Từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt của hắc nhân đã thay đổi. Công kích vừa rồi của Minh Diệu thật là không có mang đến cho hắn bao nhiêu thương tổn, nhưng mà cái thái độ hung hăng cản quấy này khiến cho hắn phẫn nộ. Lúc này lại vung roi lên, không còn là công kích thẳng như lúc nãy. Hắn giơ cái roi lên cao qua đầu, một vòng rồi lại một vòng vung vẩy, đem toàn bộ thân bao bọc vào bên trong. Chiếc roi màu đen vờn ở xung quanh, giống như một cái kén cự đại bao bọc lấy hắn ở bên trong vậy. Minh Diệu lại hét lên, người thật đúng là biến mình trở thành thánh đấu sĩ rồi. Có làm ra cái gì tinh vân hỏa liên đến đây? Người có tin rằng ta dùng một cái lư sơn thăng long phách cũng đánh người ngã được không? Trong miệng Minh Diệu tuy nói như vậy, nhưng mà tuyệt đối không dám khinh thường. Cái roi kia vừa nhìn là biết không phải là một vật phàm. Nếu mà thật sự xông vào, chỉ sợ là sẽ lọt vào công kích của hắn. Minh Diệu chậm rãi điều chỉnh vị trí của mình, tìm kiếm sơ hở của hắc nhân kia, nhưng lại phát hiện hắn giống như một con nhím, không có chỗ sơ hở nào cả. Một phát ly hỏa chú đánh ra, quả cầu lửa kia liền nổ tung ở ngoài kén của roi, lực trùng kích cũng không thương tổn một chút da tóc của hắc nhân kia. Trong lòng Minh Diệu bình tĩnh lại, không cần phải lãng phí linh lực. Dưới loại tình huống như này, hắn không công kích, hắc nhân kia cũng không có cách nào tấn công lại đây. Cứ cua roi liên tục như vậy, nhất định phải hao phí không ít thể lực. Minh Diệu quyết định chú ý xem ai có thể trụ lâu hơn. Cẩn thận một chút đây. Diệp Trọng đang đứng ở xa xem náo nhiệt, nhưng cũng mở miệng nhắc nhở. Lão hắc này không biết là đang có chú ý gì đâu. Minh Diệu quay đầu lại đáp một tiếng, yên tâm, ta có chừng mực. Một cỗ dự cảm chẳng lành ập tới trong lòng của Diệp Trọng. Hắn hô lớn một tiếng, lui lại. Minh Diệu tuy rằng không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng mà vẫn rất nghe lời, mạnh mẽ cứ hướng về sau mà lùi. Cái roi ngầm đèn thoáng chốc giống như là một con độc xà, từ dưới sàn nhà chỗ Minh Diệu đang đứng mạnh mẽ chui ra,
mang theo những hòn đá vỡ vụn văng khắp nơi trên sàn nhà. Sau một kích không trúng thì lại rút về dưới sàn. Công kích liên tục giống như là vũ báo bất chấp Minh Diệu. Kinh ngạc, không ngừng trốn tránh. Đầu roi không ngừng chui ra ở các nơi Minh Diệu đứng. Minh Diệu giống như là đang chạy nhảy trên mặt đất tràn đầy những bản đình cạm bẫy vậy. Minh Diệu nhảy vọt lên, lăn lộn vài vòng. Cho đến khi thối lui vào trong góc tường thì những công kích dưới sàn nhà kia mới dừng lại. Minh Diệu nhìn kỹ lại. Hắn kia vẫn dùng roi y như cũ, nhưng mà một đầu roi kia lại không biết đã chui xuống sàn nhà từ khi nào, chẳng biết đi đâu. Minh Diệu có chút tức giận, đánh thì không đánh được, còn phải không ngừng né tránh công kích, thật sự là rất buồn bực. Hắn tình nguyện là giao đấu với loại công kích của Huyền Địa Ngục vừa nãy còn hơn. Ít nhất còn có thể cảm giác có một xúc cảm chiến đấu vậy. Cái roi kia tuyệt đối không phải là vật thường đâu. Diệp Trọng ôn khuỷu tay đứng ở một bên, không có một chút ý tứ muốn tiến lên hỗ trợ. Nếu người không đánh được thì để ta tới. Minh Diệu bám vào tường rồi nói. Người đang nói đùa à? Ta còn chơi chưa đủ đâu. Minh Diệu đại khái dự đoán một lúc, ước chừng phạm vi công kích là khoảng 10 thước. Trong phạm vi đường kính 10 thước, hắn tùy thời đều phải cảnh giác công kích bất ngờ từ dưới sàn nhà. Tuy rằng có thể đừng ngoại phạm vi công kích sử dụng ly hỏa chú để tấn công, nhưng mà rất rõ ràng, lấy uy lực của ly hỏa chú của hắn phát ra bây giờ không đủ để đánh bại phòng ngự của hắc nhân kia. Xem ra phải nghĩ biện pháp giải quyết cái roi kia đã. Minh Diệu âm thầm nghĩ trong lòng. Còn lại là có thể đóng cửa đánh chó rồi. Minh Diệu chợt động, vừa đi tới theo hình chữ chi, vừa phát ra một đám hỏa cầu. Ly hỏa chú kia đánh vào vòng phòng ngự của cái roi thì liền nổ tung. Nhưng mà Minh Diệu thật không trông cậy vào ly hỏa chú có thể thương tổn được hắc nhân kia đang ở trong vòng phòng ngự của hắn. Hắn chỉ là muốn thừa lúc ly hỏa chú nổ mạnh, tạo thành một chút khói súng, rồi ngăn cản tầm mắt của hắc nhân kia một chút mà thôi. Diệp Trọng cũng có chút tò mò, coi như là Minh Diệu có thể vọt tới trước mặt của hắc nhân kia, nhưng mà không thể phá được phòng ngự thì cũng không tấn công được. Hắn có chút hứng thú nhìn Minh Diệu nơi này nhảy đi nhảy lại để né tránh công kích, chờ đợi Minh Diệu chuẩn bị hậu thủ. Minh Diệu không ngừng né tránh đầu roi ở dưới sàn nhà tấn công lên, nhưng công kích còn mang theo đá vụn của sàn nhà đánh vào người cũng rất đau. Minh Diệu hiện tại chỉ hy vọng có thể ở gần thêm một chút, chỉ cần có thể tiến đến bên cạnh vòng phòng ngự thì hắn có thể tấn công được. Lật như người một cái, Minh Diệu né tránh công kích bất ngờ dưới sàn nhà, nhưng mà vẫn chậm một chút. Cái roi kia mang theo tiếng rít đánh lên quần áo của Minh Diệu, mặc dù không có trực tiếp đánh vào người, nhưng mà Minh Diệu vẫn cảm giác được một trận đau đớn giống như là bị dao cắt vậy. Minh Diệu cũng không lui lại, quằn quại tiếp tục nhào tới. Lát nữa sẽ cho người nếm thử sự lợi hại của ta. Đối với Minh Diệu liều lĩnh đi tới, hạc nhân kia cũng không thèm để ý. Vừa rồi Minh Diệu đánh nhau với Huyền Địa Ngục, hắn đều đã nhìn thấy. Những chiêu thức của Minh Diệu chủ yếu có thể sử dụng đều đã gặp qua, không có bất kỳ chiêu nào có thể đột phá được phòng ngự của hắn. Cho nên người da đen vẫn dơ dòi như cũ, không một chút hoang mang. Chỉ là những quả cầu lửa của Minh Diệu đánh vào vòng phòng ngự của hắn tỏa ra một chút yêu khí nhỏ nhỏ, khiến cho hắn có cảm giác có một chút đáng khét vậy. Minh Diệu lại một lần nữa tránh thoát khỏi công kích của cái roi. Hiện tại cũng giống như là hắn đang đi bộ trên núi lửa vậy. Không biết khi nào thì sẽ có nham thạch nóng chảy ngầm phun ra. Chỉ cần có một sai lầm cũng đủ để mất mạng rồi. Còn hai thước nữa, Minh Diệu lại phát ra một hỏa cầu. Từ lúc hắc nhân kia không rõ bước một bước dài đứng ở bên ngoài vòng phòng ngự, bà một tiếng, cái đầu roi kia lại từ dưới sàn nhà chui lên. Nhưng mảnh đá vụn từ đầu cái roi cũng hướng tới chỗ Minh Diệu mà đánh tới. Tới phiền ta phản kích rồi. Minh Diệu hét lớn một tiếng, đem tất cả linh lực tập trung ở trên tay phải. Cái bàn tay bình thường không có gì lạ trong nháy mắt đã lóe lên quang màu vàng kim, giống như được làm bằng kim trúc vậy. Ồ, thì ra là vậy. Trong mắt của Diệp Trọng mang theo vẻ kinh ngạc. Đem kiếm quyết trong ngũ hành lên trên tay, sau đó trực tiếp dùng tay không đoạt dao. Người vẫn là tên thích làm ra những chuyện mạo hiểm. Cánh tay của Minh Diệu lại giống như làm được từ kim cương vậy, tản ra hơi thở kim trúc, một phát liền nắm được cái roi đang không ngừng vẫy động. Cái roi màu đen bị chộp vào trong tay không ngừng phát ra âm thanh xèo xèo. Tuy rằng hiện tại Minh Diệu không có cảm giác đau đớn, nhưng mà hắn biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không thì cái bàn tay này sẽ bị phế đi.
Cái roi này nhất định không phải là được tạo thành thứ gì đó bình thường. Minh Diệu đem linh lực tụ vào trên tay, vận kim quyết trong ngũ hành thuật. Bàn tay kia hiện tại so với kim cương thì còn cứng rắn hơn. Nhưng mà bàn tay cứng rắn như vậy khi giữ cái roi vẫn không chịu nổi gánh nặng, còn phát ra âm thanh xèo xèo. Nếu mà trực tiếp lấy tay không bắt lấy, chỉ sợ đã huyết nhục mơ hồ rồi. Trả lại đây cho ta. Minh Diệu mạnh mẽ kéo một cái. Hạc nhân kia cũng không nghĩ tới sẽ có người trực tiếp dùng tay không bắt lấy thân roi, cũng lắp bắp kinh hãi. Không đợi hắn kịp phản ứng, liền bị Minh Diệu dùng tay lôi thẳng cái roi ra. Vòng phòng ngự của hắn đã bị phá tan. Hắn cứ trực tiếp đối mặt với Minh Diệu như vậy. Không có roi, ta xem ngươi có thể làm gì nữa. Tay phải của Minh Diệu túm lấy cái roi, không cho nó tiếp tục múa may. Tay trái thì nắm lại, hướng về phía mặt của người da đen mà đánh tới. Nếm thử Lư Sơn Thăng Long Phách đi. Trong lúc Minh Diệu cảm giác nắm chắc lợi thế trong tay, thế nhưng hắn lại thấy được một tia giả hoạt ở trong mắt của hắc nhân kia. Trong lòng cũng có chút rùng mình. Hắn đột nhiên cảm giác được cánh tay đang gắt gao túm chặt cái roi nới lỏng một chút. Nương theo đó, cái roi ở trong tay liền phát lực khiến Minh Diệu mất cân bằng, không khỏi lùi về phía sau vài bước. Một mảnh hàn quang hiện lên, Minh Diệu không kịp né tránh, liền cảm giác trên vai đau đớn kịch liệt một trận. Hắn bay nhanh hướng về phía sau vài bước. Tay phải của Minh Diệu vẫn đang bắt lấy cái roi kia. Hắn đứng dậy mới nhìn rõ ràng, không biết từ khi nào cái roi đã rơi xuống. Ở trong tay của hắc nhân kia hiện tại cầm lên một thanh kiếm tây dương nhỏ dài. Một giọt huyết trầu từ trên mũi kiếm rơi xuống mặt đất. Hết đồ vật này đến đồ vật nọ, nhiều đạo cụ như vậy, ngươi chẳng phải là ảo thuật gia sao? Minh Diệu tức giận mắng to, đau đớn ở bàn tay phải càng ngày càng rõ ràng. Minh Diệu nhanh chóng ném cái roi đang giữ chặt trong tay xuống. Lòng bàn tay nguyên bản nhẵn bóng như kim trúc, hiện tại đã có thêm một vết thương thật sâu, hẳn là do vừa rồi giữ cái roi kia lưu lại. Minh Diệu tán linh lực trên lòng bàn tay đi. Hoàn hảo, bàn tay lúc này may mắn mà vẫn còn tri giác, có thể cảm nhận được từng trận nóng rát đau đớn. Cuối cùng cũng may mà không bị phế mất. Người hiện tại càng ngày càng thích liều mạng rồi đấy. Diệp Trạng lắc đầu. Đối với một loạt động tác trốn tránh chật vật như vừa rồi của Minh Diệu thì hắn cảm thấy rất kỳ quái. Trước kia người không phải cũng như thế sao? Cái bộ pháp mà người vẫn lấy làm tự hào chạy đi đâu mất rồi? Làm sao hiện tại lại biến thành phong cách đấu đá lung tung như vậy chứ? Minh Diệu cười hăng hắc rồi nói. Cái kia, hiện tại ta cũng không cần. Ngay cả họ ta cũng đều bỏ rồi. Như thế nào còn có thể dùng được vài thứ trước kia của Tần gia chứ? Giận dỗi ư? Chứng tỏ là ngươi vẫn chưa trưởng thành được đâu. Diệp Trọng lóc lắc đầu rồi nói. Nơi này cũng không có ai biết ngươi, dùng một chút thì sợ cái gì? Minh Diệu lắc lắc bàn tay phải vẫn còn đang đau đớn. Trong lòng bàn tay có một vết thương sâu, huyết nhục mơ hồ. Không giống nhau đâu. Chưa tính là giận dỗi, đây là do sự kiên trì của ta. Vì ta muốn quên đi hết thảy chuyện trước đây. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình không hề đắm chìm trong bi ai hối tiếc. Vậy ngươi cần gì phải? Diệp Trọng nghĩ nghĩ một lát, liền đem nửa câu sau nuốt trở vào không nói nữa. Quên đi, nếu như vậy thì để ta đánh đi. Thể lực và linh lực của ngươi cũng đã tiêu hao gần hết rồi. Minh Diệu khoát tay áo. Không cần. Không thể dùng tài nghệ của Tần gia đối với ta mà nói thì đã thành thói quen, cũng không ảnh hưởng gì đối với ta cả. Đừng ra tay, ta muốn tự mình xử lý hắn. Minh Diệu nhìn Diệp Trọng trong ánh mắt mang theo một tia kiên định. Ta dùng phương thức của mình. Minh Diệu ngăn trở Diệp Trọng muốn tiến lên. Ngươi không cần ra tay đâu, một mình ta đối phó là được rồi. Thấy Minh Diệu ngăn cản đồng bạn trở lên hỗ trợ, người da đen nở nụ cười. Bên trong tiếng người kia mang theo vẻ trào phúng, dường như là cười nhạo Minh Diệu không tự lượng sức mình vậy. Đến đây đi. Minh Diệu hướng tới người da đen vẫy vẫy tay. Cho ta xem người suốt cùng có bản lĩnh gì đi. Người da đen khinh miệt, cười. Trong mắt hắn, người thanh niên mang kính mắt này dường như đầu óc không tốt lắm. Hắn vung kiếm lên, tay kia thì hướng tới Minh Diệu quơ quơ, ý bảo hắn xông đến. Minh Diệu nhổ một bãi nước miếng. Vốn dĩ hắn định đợi yêu lân ra khỏi vỏ xử lý người da đen này. Lại nghĩ ở địa bàn của người ta cũng không nên quá phận. Nếu là yêu lân vừa rời khỏi vỏ, chỉ sợ liền không có bất kỳ khả năng nương tay nào cả.